bữa trưa đã sẵn sàng. Flash, Nikki. Chúa ơi! Các con ơi, các con, mấy đứa ở đâu? Bữa trưa đã sẵn sàng. Các con ơi! Chào mấy đứa! Các con đi đâu vậy? Đó là một con quái vật Lego! Yeah! Chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao con chạy hả? Này nhóc! Mấy đứa đâu rồi? Ôi! Chuyện gì vậy? Đó là mẹ mà! Là mẹ mà! Mẹ ư? Vlad, đó là mẹ! Mẹ ư? Tất nhiên là mẹ đây! Đồ chơi của con ở khắp mọi nơi trong phòng nè! Con xin lỗi mẹ! Ôi! Ây da! Au! 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 Nikki! Wow! 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 Au! Ôi mặt của tôi! Oh, và bàn tay! Hãy cẩn thận! Làm ơn đi! Cảm ơn! Dọn dẹp phòng của các con nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Xong rồi. Sớm. Khuôn mặt của tôi. Các con, mấy đứa này. Nikki, Flash, ai ăn chuối vậy hả? Run! Các con chạy đâu vậy? Con ăn chuối, đó là đồ chơi. Đồ chơi. Là mẹ, mẹ không phải là quái vật, là mẹ đây. Mẹ ư? Là mẹ mà. Giúp mẹ. Ôi. Ôi trời. Hãy cẩn thận Nikki. Một, úi, thêm một. Khuôn mặt của tôi. Mặt của tôi. Ai ăn chuối đấy? Dọn phòng đi nào. Nhanh lên Nikki, dọn dẹp phòng của con. Quả chuối kìa. Nhanh lên. 1, 2, 3. Nikki, mỗi ngày dọn dẹp phòng của mình, làm ơn đi. Dạ được rồi mẹ. Các em dọn dẹp phòng của mình mỗi ngày sau khi các bạn chơi. Đúng rồi đó. Đây là một slime dởm. Xin chào Nikki. Xin chào. Anh cần slime tốt nhất mà em có. Được thôi. Ok. Gì đã xảy ra vậy? Sao hàng slime đây? Flash giúp em. Ok.
quá nhỏ, tôi muốn có một cái lớn. Tôi cần một con gấu khổng lồ. Đồ chơi khổng lồ á? Vâng, làm ơn đi. Được chứ. Ok. Tôi đã sẵn sàng. Mẹ thích nó. Ok. Tạm biệt. Tạm biệt. Ok. Hãy vui vẻ. Ouch. Mình còn một cái gì đó nhẹ nhàng hơn. Oh. Haniki, anh cần bóng cho hố bóng. Được thôi. Khi con dọn dẹp phòng của con. Được thôi. Hãy làm thôi. Xong rồi. Con đã làm xong. Xong rồi ư? Được rồi. Nó dành cho con. Wow. Hả? Kẹo ngon, mình thích ăn kẹo. Ở đâu mà em có được những kẹo này vậy? Ở đó. Này, Flash. Đó là kẹo của con mà. Mẹ sẽ cho con kẹo nếu con giúp mẹ. Rồi. Cảm ơn mẹ. Tuyệt. What? Kẹo mới kìa. Yeah. Kẹo. Không không không. Trước tiên các con cần phải giúp mẹ. Được mà. Yeah.
Được rồi. Cảm ơn mèo. Không có chi con yêu. Ngon quá, ngon quá. Nước ngọt. Yeah. Này Flash, cái này dành cho mẹ. Thật sao? Không không không. Tất nhiên. Ôi. Này các con. Tôi muốn ăn kem. Được rồi, được rồi. Dưa hấu. Ok. Sống thật là tuyệt. Okay.
Ê, bạn có thích kem không? Này chuyện gì vậy? Em muốn ngủ. No. Em muốn gì vậy hả? Rat, hãy để cho em ngủ. Mình cần một ngôi nhà mới. Giờ ngủ thôi. Được thôi.
xong rồi. Con có thể chụp ảnh của mẹ không? Tạm biệt. Tạm biệt. Đi nào đi nào. Gì vậy hả? Em làm gì vậy hả? No. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Gì nữa? Đây khẩu trang mẹ ơi. Gì thế này? Hí nè. Mẹ trông giống như một quả bơ. Mẹ không biết những gì đang xảy ra. Chắc ai đang làm gì đó. Những quả dưa hấu. Flat, chúng ta thành dưa hấu rồi. Dưa hấu. Gì hả? Đần thật. Đần thật. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khuôn mặt của con. Khuôn mặt của mẹ đâu rồi? Sẽ đẹp ngay bây giờ thôi mẹ. Gì? Ôi chúa ơi. Này Nikki, em đang đùa với anh hả? Oh no!